Chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa. Tiếp theo này mình sẽ làm video nói về những điểm giống khác nhau giữa Highlight và Wine, giữa Shadow và Black. Làm sao để các bạn có thể hiểu sâu về nhóm công cụ này trong trường hợp là mình có thể sử dụng Highlight, sử dụng Wine hay tương tự Shadow và Black cũng vậy. Thì trước khi bắt đầu video này thì mình khuyên các bạn nào mới bắt đầu theo dõi xem video của mình thì các bạn lên xem lại video thứ nhất nói về hệ màu RGB, thì các bạn kéo xuống phần mô tả ấy, có để link của video nói về hệ màu RGB và những công cụ trong bảng camera thì các bạn có thể xem lại. Sau đó các bạn xem video thì các bạn sẽ hiểu hơn. Còn nếu các bạn còn không xem về video hệ màu RGB, không hiểu về những thông số thì khi các bạn xem video này có thể các bạn không hiểu gì. Thì đầu tiên mình sẽ đến với phần 1.1, mình sẽ nói về những điểm giống khác nhau giữa highlight và white. Thì highlight là những điểm sáng nổi bật trên nhất trên tấm hình, white là những điểm có màu trắng. Thì ở đây nó sẽ có chung một đặc điểm là nó sẽ ảnh hưởng vào những ánh sáng trung bình và những điểm có màu trắng, những phần nào mà có màu trắng đấy, ánh sáng trắng trung bình ấy, thì nó sẽ có đặc điểm giống nhau giữa highlight và white. Thì ở đây mình sẽ đến một cái bảng công cụ được mình đã ứng dụng và mình phân tích từng cái thông số rất rõ ràng bằng cách ứng dụng hệ màu RGB vào đây. Thì cái hệ màu RGB đây là mình ứng dụng cái giải sáng vào nhé, còn ở cái phần highlight và white mình không đưa màu sắc vào đây mà mình chỉ đưa cái giải sáng vào đây thôi, thì mình sẽ có thông số từ black đến white từ 0 đến 255. Đấy, thì cái phần này mà các bạn ở chưa xem lại chưa xem ấy thì các bạn kéo xuống mô tả xem lại video nói về hệ màu RGB nhé, để các bạn có thể hiểu về video về hệ màu RGB, hiểu về những thông số này đã, thì khi xem thì là các bạn có thể hiểu được. Thì ở đây mình có một cái giải sáng bằng hệ màu RGB từ 0 đến 255, và ở đây mình sử dụng trên hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất mình giảm highlight âm 100, giảm white âm 100, và trường hợp thứ hai thì ngược lại tăng highlight tăng white lên đến 100 ấy, để mình phân tích trong trường hợp mình giảm đi thì nên dùng cái nào, và trong trường hợp tăng lên thì nên dùng cái nào. Làm sao để các bạn hiểu sâu hai công cụ này? Thì ở phần thứ nhất mình sẽ đến phần highlight này. Thì các bạn biết rồi, highlight là những điểm sáng nhất trên tấm hình, nên là khi mình trừ highlight đi thì những điểm sáng nhất nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh, còn xuống cái phần này thì ánh sáng nhất nó sẽ bắt đầu giảm dần và không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thì ở đây khi trừ highlight thì các bạn thấy là cái phần thông số 255 này, trừ khi mình trừ highlight thì nó chỉ còn 256 thôi. Trong trường hợp mình trừ white lên âm 100 này thì các bạn thấy là cái điểm sáng nhất trên tấm hình nó không mất đi. Thì đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng, mấu chốt để các bạn có thể hiểu về highlight và white đấy. Thì các bạn lưu ý tí, mình sẽ lấy một hình ảnh thực hành để các bạn hiểu sâu hơn về phần này. Thì khi các bạn trừ white đi thì chủ yếu này mất những ánh sáng trung bình thôi, còn những ánh sáng mạnh nhất không mất đi này, hay những phần tối cũng không mất mạnh bằng highlight, nó chỉ mất những ánh sáng trung bình tập trung ở phần giữa này thôi. Thì mình sẽ cho các bạn thấy là cái thông số này đi đâu ra nhé. Và đây thì mình sẽ có cái giải màu color picker. Đây trong phần color picker này thì nó có từ một điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm và 5 điểm, điểm thứ 6 đó. Thì mình sẽ sử dụng trực tiếp trong cái giải màu là từ black đến white cho các bạn hiểu về những thông số này. Thì những thông số này các bạn có thể sử dụng info ở trên Photoshop, các bạn vào phần info này, hoặc là các bạn có thể vào trong camera. Thì ở đây mình sẽ sử dụng trên camera, vì trên camera raw là 9 điểm, nó dễ dàng cho mình chọn điểm nhanh nhất. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái color sample để các bạn, mình sẽ đo thông số các bạn hiểu này. Thì đầu tiên là đo điểm đầu tiên, tất nhiên nó sẽ bằng 0 rồi. Điểm thứ hai thì nó sẽ bằng 54, điểm thứ ba bằng 102, điểm thứ tư 152, điểm thứ năm là 203, điểm thứ sáu là 255. Đấy, thì ở đây đây là một cái giải sáng và được phân tích cụ thể bằng thông số nhé. Thì sau này khi các bạn ứng dụng highlight, ứng dụng white vào thì là các bạn đã ứng dụng thông số chứ không phải các bạn cảm nhận nữa. Nhưng ở đây khi các bạn ứng dụng thông số vào thì chắc chắn là bạn sẽ hiểu rõ hơn công cụ và các bạn phân tích nó tốt, sau này khi mà muốn can thiệp trên bất kỳ một cái tấm hình nào đặt một hai lần là các bạn thể kéo đúng công cụ mà không phải can thiệp quá nhiều công cụ. Thì ở đây mình sẽ xử lý này, trừ highlight 100 như thông số vừa nãy. Thì khi trừ highlight 100 thì các bạn thấy là những cái thông số trên này, ví dụ từ 255 thì tụt xuống 236 này. Đấy, thì những cái thông số này được thay đổi rất là mạnh, đặc biệt là trên phần ánh sáng trắng. Còn từ phần thứ hai thì ở đây trong cái trường hợp mình trừ white lên 100 này thì các bạn thấy điều gì? Khi các bạn trừ white 100 thì các bạn thấy là cái phần ánh sáng trắng nhất không mất đi, vẫn còn hai nguyên 255 nhá. Thì đây là một cái điểm rất là mấu chốt để các bạn hiểu là trong trường hợp mà ảnh bị lốp sáng ấy, thì các bạn nên trừ highlight thôi. Cứ các bạn trừ white thì ánh sáng trắng nó vẫn không mất đi. Đấy, thì các bạn lưu ý. Và khi mình trừ ánh sáng trắng này thì nó chỉ tập trung vào gần như là ba khoảng màu là bị ảnh hưởng thôi, còn cái khoảng này có ảnh hưởng chỉ một hai đơn vị thôi, nên là khi mình trừ white thì nó ảnh hưởng rất là ít vào phần ánh sáng trắng, nhưng mà nó sẽ làm cho phần ánh sáng trung bình nó bị đục đi. Khi sau này các bạn ứng dụng
Đây thì mình sẽ lấy một cái tấm hình thực tế này. Thì sau này khi mà các bạn ứng dụng vào, đặc biệt là khi các bạn làm tông màu trong sáng, nếu mà các bạn không hiểu sâu hai công cụ này, khi các bạn trừ màu rất dễ làm cho ảnh bị đục màu và làm cho cái pixel màu nó không được rõ ràng. Ví dụ ở đây nếu các bạn trừ highlight để lấy được highlight thì các bạn chỉ trừ highlight một chút là được. Còn khi các bạn trừ white này, các bạn phải trừ rất là sâu. Khi các bạn trừ rất là sâu này thì cái điểm nó chỉ mất đi ánh sáng trung bình, nên là lập tức làm cho cái máy trắng của mình ấy, nó bị đục màu, hơi lập lờ chứ nó không được bong, với là các pixel nó không rõ ràng ấy. Thì các bạn lưu ý phần này nhé. Thì ở đây mình chỉ đưa ra cái đúc kết này, trong trường hợp mà các bạn muốn trừ cái ánh sáng trắng mạnh nhất trên tấm hình ấy, thì các bạn nên trừ highlight thôi, chứ không nên trừ white nhé. Trong trường hợp mà ảnh dư sáng thì nên trừ highlight. Khi các bạn trừ hết highlight rồi mà ảnh nó vẫn trắng ấy, thì các bạn hẵng nghĩ trừ white đi. Còn trong trường hợp tăng như thế nào thì mình sẽ quay lại. Đấy là trong trường hợp giảm đi nhé. Trong trường hợp giảm đi thì highlight mạnh hơn, và thường thường mình chỉ sử dụng highlight thôi chứ mình không trừ white mấy, trừ khi các bạn chụp ảnh nó bị lốp sáng quá thì các bạn mới trừ white để trừ đi thôi. Tiếp theo đến trường hợp thứ hai là mình tăng highlight và tăng white lên 100, thì mình thấy một cái điều gì trong bảng hệ MRGB này, trong cái giải sáng này, lập tức này thì mình sẽ thấy ở phần white ánh sáng trắng thay đổi rất là mạnh. Khi mình trừ đi thay đổi rất ít, nhưng mà ngược lại khi tăng lên ánh sáng trắng tăng lên rất là mạnh, và gọi là tăng vượt ngưỡng. Tăng vượt ngưỡng là gì? Là những điểm cuối cùng này các bạn thấy này, là thông số chỗ này sẽ là 255 hết, nó làm cho pixel những phần này nó bị dính vào nhau, gọi là bị bết màu, nó mất hết pixel rồi, tạo ra màu trắng hết. Đấy thì các bạn lưu ý ở phần này nhé. Đấy thì khi mà tăng ngoài thì tạo ra ánh sáng trắng vượt ngưỡng, còn khi tăng highlight này ánh sáng trắng mạnh nhất có tăng ở, nhưng chỉ tăng ở một điểm cuối cùng là 234 255 thôi, còn những điểm này có tăng nhưng thay đổi tương đối ít. Đấy thì giờ nắm được cái quy tắc này, tăng ngoài này ánh sáng trắng vượt ngưỡng, thì mình ở đây nói một câu chuyện là các bạn là khi các bạn ấy làm ảnh Trung Quốc, hay là đặc biệt là những bạn chụp ảnh fashion, các bạn có thể là đa số thì khi tận chụp chụp ảnh fashion hoặc là stylist thường thường là bôi dầu bóng để cái chất fashion lên nó bóng hơn. Đấy nhưng mà ví dụ trong trường hợp là mình không có dầu bóng ấy, thì các bạn có thể ứng dụng EOI này, các bạn tăng lên thì nó tạo ra độ bóng cho da mặt rất là tốt, làm da mặt bóng lên và kiểu như nó tăng vượt ngưỡng hay tạo ra độ bóng rất là lớn. Và đặc biệt khi mà ứng dụng hiểu về phần này thì các bạn xử lý tông màu Trung Quốc, ảnh đường phố Trung Quốc ấy, da mặt bao giờ bóng bóng thì các bạn sử dụng công thức này tăng lên rất là hay. Đây thì mình cũng có hình ảnh thực tế buổi workshop ngoại khóa của Tizilo tổ chức tại Sài Gòn vào năm 2018. Thì ở đây để mình có thể xử lý qua một chút màu để các bạn nhìn nó chuẩn hơn, để các bạn phân tích nó kỹ hơn phần này nhé. Đây mình cho vùng tối hơi ám màu một chút. Đây thì trong trường hợp thứ nhất này, mình giảm hết highlight hay mình tăng highlight lên này, thì các bạn thấy này, tăng highlight tăng lên màu trắng mà không thay đổi gì màu sắc cả. Khi các bạn tăng ngoài lên thì các bạn thấy là cái da mặt lên rất là bóng, tăng highlight có ánh bóng nhưng không bóng mạnh ở ra ngoài được. Khi các bạn tăng ngoài này nó bóng vì ánh sáng trắng nó vượt ngưỡng, thì ở đây các bạn nhìn thấy da mặt rất là bóng. Và đây có một công thức cực kỳ hay, chắc chắn là rất nhiều bạn ở đây không hiểu phần này. Đó là khi các bạn tăng ngoài lên 100 ấy, thì các bạn giảm highlight thì nó lại làm ngược lại. Có nghĩa là khi các bạn giảm highlight ở đây thì nó lại bóng lên, chứ nó không mất ánh sáng trắng, mất mạnh nhất nó không mất đi. Đấy thì đấy là cái công thức gọi là một cái mẹo cực kỳ hay mà người Trung Quốc người ta nghĩ ra. Thì cái này mình tham gia một buổi workshop, một cái khóa workshop tại Thiên Tân Trung Quốc ấy, thì mình đã được dạy về phần này thì cực kỳ hay. Đấy thì đặc biệt là với ảnh Trung Quốc thì mình rất hay dựa vào cái mẹo này để tạo ra cái độ bóng cho da mặt. Thì các bạn nhìn thấy là khi các bạn giảm đi lập tức da mặt tạo ra độ bóng rất là mạnh, bình thường đúng không? Bình thường nguyên tắc là khi mình trừ highlight thì nó phải trừ ánh sáng trắng đi không, nhưng đường này khi mình tăng hoa 100 thì các bạn trừ đi thì nó lại ngược lại. Đấy nó là làm cho ánh sáng trắng tăng lên vượt ngưỡng. Đấy thì ứng dụng cái này vào, đặc biệt là sau này các bạn muốn làm ảnh có hình khối hơn này, muốn làm ảnh dạng fashion hay muốn ảnh Trung Quốc thì bạn có thể tăng hoa lên nhé. Đấy thì đấy là cái phần highlight của white, không biết các bạn đã hiểu chưa. Thì mình nói lại này, chỉ đúc kết là một cái, trong trường hợp mà các bạn muốn trừ ánh sáng mạnh nhất của tấm hình lên thì các bạn nên trừ hết highlight, sau đó các bạn hãy trừ white. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn tăng highlight tăng white thì đặc biệt với tông màu Trung Quốc thì các bạn có thể sử dụng tăng white để cái ánh sáng trắng nó vượt ngưỡng, nó tạo ra độ bóng của tấm hình, còn không thì các bạn cũng không nên tăng nhé. Thì đấy là với phần highlight và phần white. Thì tiếp theo mình sẽ đến với phần 1.2, điểm khác nhau giữa black và shadow. Thì ở đây mình có một cái định nghĩa đơn giản, shadow là những vùng tối nhất trên tấm hình này, black là những vùng đen trên tấm hình. Đây thì ở đây mình sẽ có black, có shadow, thì cũng ứng dụng hệ MRGB vào, và trong trường hợp thứ nhất mình giảm shadow và giảm black lên âm 100, trường hợp thứ hai là tăng shadow và tăng black lên 100. Thì ở đây các bạn sẽ thấy điều gì? Khi mình giảm shadow và giảm black thì các bạn thấy này, ở cái phần black trở nên rất là đậm màu,
và các pixel hay là những cái ô vuông màu này được phân tách rất là rõ ràng, là khi mình nhìn mắt vào đây mình thấy các ô vuông được tách nhau rất là rõ ràng đấy. Còn giảm shadow thì nó chỉ giảm cái phần tối mạnh nhất ở phần tối này, còn những phần ánh sáng trên này nó có giảm nhưng thay đổi rất là ít, không thay đổi nhiều. Còn phần black này thì nó chủ yếu thay đổi ở dưới phần vùng tối thôi, còn trên phần này gần như rất ít. Khi mà có những pixel màu nó rõ ràng như này thì mình sẽ phân tích được điều gì giữa shadow và black trong trường hợp giảm đi. Thì các bạn thấy này, khi mình giảm black thì các ô vuông được phân tách nhau rất rõ ràng đấy, thì mình sẽ lập tức có một công thức là với ảnh trong sáng ấy, hay các bạn muốn làm ảnh cho nó trong hơn ấy, thì các bạn lập tức giảm black thì nó khử phủ, nó khử hết những điểm mù lên tấm hình, nó làm cho các pixel màu trở nên rất là rõ ràng. Chỉ trước khi vào hình ảnh thì mình sẽ nói đơn giản như này, khi các bạn chụp ảnh trong thời điểm kiểu trời mưa thì các bạn thấy là, hay là những trời mà nhiều sương mù thì các bạn thấy các vật thể nó được phân tách nhau nhìn rất là khó, cái điểm nhìn của mình ấy, sẽ rất là ngắn. Nhưng khi trong một điều kiện là thời tiết trời nắng rất là to, trời nắng rất là đẹp thì các bạn nhìn các vật thể được phân tách nhau rất là rõ ràng, nhìn trời rất là trong. Ví dụ khi mình nhìn cái tầm nhìn nó sẽ trở nên rất là xa và mình có thể rất dễ để phân tích được hai điểm nó khác nhau cái gì đấy. Thì khi mình làm muốn ví dụ ở đây thì mình đưa cái đấy vào, khi mình muốn làm ảnh trong sáng là gì, trong sáng là mình làm sao ảnh nó trong và nó nổi bật nhất thì các bạn nên giảm black. Thì giảm như thế nào thì bây giờ mình sẽ vào cái ảnh thực tế để các bạn hiểu phần này nhé, cái này nó cực kỳ hay đấy. Đây thì ở đây mình có một cái tấm hình nam này dưới một bể bơi cực kỳ đục màu, và khi mình sửa lên thì nó rất là trong. Thì đây mình nói luôn không có công cụ nào mạnh mẽ bằng cái công cụ black này để làm cho ảnh nó trong được, nếu các bạn không ứng dụng đúng cái công cụ vào không bao giờ ảnh lên được như thế này. Thì ở đây mình sẽ lấy một hình thực tế và mình sẽ làm để các bạn nhìn thấy cái phần này, các bạn nhìn nó sẽ trực quan hơn. Thì ở đây đầu tiên mình cũng phải chỉnh nhiệt độ màu, chỉnh contrast nhé để cho nó chuẩn màu một chút, sau đó mình sẽ can thiệp đến công cụ đây. Đấy, khi bạn nắm được công cụ này sau này các bạn làm trong sáng rất là dễ. Thì ở đây này, ở đây mình lưu khi bạn tăng contrast lên 100 thì ảnh cũng không thể trong được, nó chỉ đến tầm nhất định này. Hay khi các bạn này có một công cụ behave gọi là khử mù đúng không, khi các bạn tăng khử mù lên ảnh nó trong nhưng nó làm cho phần đen nó bết màu, nó kép vào ảnh nó không lên được. Nhưng đây như mình nói này, khi các bạn giảm black thì nó làm cho các pixel màu, những ô vuông màu được phân tách rất rõ ràng, nên là trong trường hợp này mình giảm các bạn sẽ nhìn thấy ngay này. Đây, khi các bạn giảm black xuống này thì lập tức cái chi tiết tâm hình trở nên rất là rõ ràng. Thì ở đây mình chỉ cân bằng lại một chút nhiệt độ màu và phần trên này để nhìn nó rõ hơn, lưng cái shadow lên để lưng cái vùng tối lên, ở đây kết hợp lưng sáng một xíu. Và như vừa nãy mình học highlight white thì trong trường hợp này mình sẽ tăng white một chút để tạo ra độ bóng cho tấm hình, ánh sáng trắng nó gần gũi đấy. Đấy thì các bạn lưu ý này, đấy với cái ảnh này khi các bạn giảm black này thì nó làm cho ảnh lên trở nên cực kỳ trong đấy. Còn nếu mà các bạn không ứng dụng cái công thức black vào thì các bạn là tăng delay lên, nó có trong màu, có trong nhưng làm cho chi tiết bị bết màu, nó kép màu à. Còn làm black thì nó sẽ tốt hơn. Thì trong trường hợp mà các bạn muốn làm ảnh nó trong sáng ấy, thì các bạn nên giảm black và tăng shadow, nên giảm black nhé, nên giảm black. Chứ các bạn ở trong điều này nếu các bạn giảm shadow ngược lại, các bạn giảm shadow thì ảnh không thể trong được đấy. Đấy là một cái điều cực kỳ hay trong bảng basic này, nó rất là quan trọng sau này các bạn làm màu sắc, đặc biệt là với tông màu trong sáng thì các bạn phải nắm được công thức này thì các bạn làm ảnh nó trong nên đẹp được đấy. Thì đấy là trong trường hợp mình giảm đi, còn bây giờ trong trường hợp mình tăng lên thì sao đấy. Còn khi mình tăng black này lên thì cái thông số nó thay đổi rất là ít, nó không thay đổi quá nhiều, chỉ là cái shadow nó thay đổi thôi. Thì ở đây khi mà phân tích được cái công cụ như vậy rồi ấy, thì mình sẽ thử là trong trường hợp mà giảm đi thì mình chủ yếu nên giảm vào lạnh, và trong trường hợp tăng lên thì mình nên tăng shadow thôi. Thì đấy là với công thức trong sáng này, với công thức màu trong sáng thì các bạn với bất kỳ một ai đang làm màu trong sáng thì các bạn sẽ lưu ý một công thức cho mình, đó là giảm black và tăng shadow để làm ảnh trong sáng. Còn với những tông ảnh Hàn Quốc các bạn muốn tạo ra một lớp phủ nó nhẹ nhàng lên tấm hình thì các bạn có thể giảm black và tăng shadow thì nó làm cho ảnh nó êm và mềm hơn. Thì đây cũng có một cái tấm hình nó cũng dạng hơi Hàn Quốc một chút, thì mình sẽ mở lên cho các bạn nhìn lên hình ảnh thực tế khi các bạn can thiệp đúng công cụ này. Đấy các bạn thấy có một cái lớp phủ trên tấm hình này này, nếu các bạn giảm vào black ở đây thì nó làm cho phần đen là chết màu vì nó làm nó ảnh rất là trong, nó khử hết mù, khử hết điểm phủ của tấm hình này đi. Nhưng ví dụ các bạn muốn làm cho nó êm nó nhẹ thì các bạn có thể giảm shadow này, các bạn tăng vào black thì nó tạo ra một cái lớp phủ màu lên tấm hình, nó hơi phủ phủ, nó hơi phủ tối lên một chút thì nó rất là êm đấy. Thì đấy là cái hay khi các bạn vận dụng tốt cái công cụ này. Còn nếu các bạn giảm black tăng shadow ở đây thì lập tức này, rất nhiều bạn làm ảnh khi các bạn new member mới tham gia và các bạn và lên màu thì các bạn hay làm cho chi tiết tóc bị sai màu. Còn nếu các bạn nào làm chuyên nghiệp thì các bạn hạn chế nhất cái trường hợp là tóc bị sai màu hay bị vỡ màu. Khi mình tăng shadow giảm black như thế này thì khi mình tăng shadow ánh sáng trắng nó gần gũi mà,
thì những vùng tối này nó bị tăng lên, nó bị lập tức xảy ra trường hợp vỡ mỏng. Đấy, thì với những tông ảnh mà nhẹ nhàng như thế này thì mình lại làm ngược lại, là tăng black và giảm shadow. Còn với ảnh trong sáng thì mình khuyên các bạn là lên giảm black và tăng shadow, như vậy thì ảnh nó sẽ trong hơn. Thì đây mình sau khi mà xong phân tích này thì mình sẽ đúc kết trong một kinh nghiệm cho các bạn. Thì với ảnh trong sáng thì các bạn nên giảm highlight, tăng white, giảm black và tăng shadow, thì nó sẽ làm cho ảnh nó trong hơn. Vì khi mình giảm highlight và tăng white lên thì ánh sáng trắng vượt ngưỡng tạo ra độ bóng ấy, và giảm black thì nó khử huyết phủ tấm hình thì làm cho ảnh nó trở nên rất là trong. Thì mình sẽ ứng dụng công thức này vào, các bạn hoàn toàn này. Làm cái công thức này nó sẽ mạnh mẽ hơn là khi các bạn tăng contrast hay là sử dụng dehaze. Dehaze là khử mù, hay tăng contrast làm cho ảnh tăng độ tương phản, nhưng nó không thể mạnh mẽ bằng giảm black và tăng shadow được. Thì đây là một cái điều các bạn cần lưu ý khi ứng dụng cái công cụ trong camera. Cái lúc thứ hai đó là với ảnh Hàn Quốc nhẹ nhàng thì nên giảm shadow và tăng black. Đấy, khi mà các bạn muốn làm ảnh nó nhẹ nhàng tạo ra một lớp phủ tấm hình thì các bạn có thể là giảm shadow và tăng black lên, thì làm cho cái ảnh nó hơi phủ màu một chút, ảnh nhìn sẽ rất là êm. Thì đấy là toàn bộ video ngày hôm nay. Thì trong quá trình xem video có phần nào không hiểu thì các bạn có thể comment dù mình xuống trực tiếp dưới cái phần comment dưới kênh của mình, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Chào tất cả các bạn.